Vòng thứ hai giải 44 ngã ba Lộc Ninh Long An nha các bạn. Giữa đội Tiến Đen và đội Quốc Dư. Set thứ nhất thì bên Quốc Dư thắng nha các bạn. Đây là trận đấu thứ hai. Tiến Đen vừa cắt bóng tốt. Điểm 1-0. Chân bóng trúng đầu ra ngoài nha bạn. Điểm 1-1. Điểm 2-1. Xuyên trắng. Điểm 2-2. Phát bóng ra ngoài. Điểm 3-2. Nghiêng về lắm không? Điểm 3-3 cho Long An Hiệp. Điểm 3-3. Nắng quá nắng các bạn ơi. Kìa nó kiếm rồi kìa. Điểm 4-3 cho Long An. Trọng chim còn bay như chim như các bạn ơi. Điểm 4-3. Nghiêng về Lâm Hưng. Đúng rồi. Điểm 4-4. Quá nhảy, nhảy quá nhảy à. Cái này bữa đi vô em sao. 5-4 nha các bạn. Năm đều. Đang sao đó không? Không có biết săn nắng. Đang sao đó không? Đi đá đi. Đang sao chị? Chị lên đang sao kìa. Kêu chi? Lá hồi vô. Hết rồi. Số ngày điểm 6-5 cho Quý Long An.
Bây giờ sang im ru hết, đủ đá hầu vô phường hết. Gì? Sang im ru hết á, có nghe đá không? Bây giờ đủ nó la hầu dẫn vô phường. Vô phát sao năm gần coi kìa. Phát kêu vô chổng ngồi. Kêu vô chổng ngồi. Ủa này lên. Điểm 6 điều cho Minh Nguyệt. Phát không lo, anh lo dữ rồi. Phát kêu nãy giờ. 6 điều nha các bạn. Ông đuổi vô chổng không lấy cho con. Bóng ngoài. Điểm 76. Điểm 7 điều cho Phan Văn Hiệp. Thôi. Điểm 7 điều. Thứ hai làm tám bảy nha các bạn. Tám điều. Ra không mang kiếm tiền kêu. Tám điều. Điểm 98. Khánh Mớm đang chuẩn bị phát bóng các bạn. Rất khó chịu, vô lưới. 9 đều. Số 2 luôn, hai đội này là mạnh nhất với đội tình. Em Hưng vừa phát bóng gãy bàn Đức Từ Thiện các bạn. Điểm 19. Điểm 10 điều. Bóng ngoài nha các bạn. 11-10. Như vậy là mừng. Không ngồi chừng trúng banh nha Phong. Uống nước gì không? Bung. Hai con.
11 đều. Trên trắng không? Rồi 12-11. Mới đi mới thấy cái con sao vàng không? Hàng chi rồi. Cái dàn trắng bên đây quá dữ các bạn. Trường giống bơm mà Quốc Dư nữa. Không thể nào khó khăn mà đánh qua cái dàn trắng bên này. 13-11. Phát bóng ra ngoài. 12-13. Tiếp tục điểm 12-13 nha các bạn. Tiếng đen vừa có một pha chắn bóng thành công nha các bạn. Điểm 13 đều. Mười bốn mười ba. Điểm 14 đều. Đội bên Phong Tân Hiệp xin hỏi ý nha các bạn. Trái này 14 điểm các bạn. Căng thẳng cái này nha. Bóng ngoài xa nha các bạn. Kết thúc set 2. Team Phong Tân Hiệp gồm Tiến Đen thắng. Gồm Tiến Đen, Đức Từ Thiện, Trang Truyền 2 và Khánh Mốm.